Kênh nhận định thị trường hàng ngày. Hôm nay là phiên đầu tháng, thị trường đã tăng trả lại quá một nửa số điểm của ngày hôm qua. Và cái câu hỏi chúng ta đặt ra rằng là liệu thị trường có test đáy 2 vào chiều ngày mai hoặc là sáng thứ hai không? Và cái câu hỏi nhiều người anh chị em đặt ra cho em rằng là liệu những dòng mid cap như bất động sản công nghiệp này, chứng khoán này, bất động sản dân sự này, thép này đã bắt đầu vào sóng. Còn một số anh chị em ngân hàng, cầm ngân hàng không kịp chốt lời cùng em dịp trước thì đang lăn tăn rằng ngân hàng liệu có còn cái cơ hội nó quay trở lại cái đỉnh cũ hay không. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích cái thị trường này. Hôm nay mình nghĩ là một phiên mà khá là nhiều người hồ hởi. Và không biết anh chị em có đã chuẩn bị Tết chưa? Mình nghĩ hôm nay là chuẩn bị gói bánh chưng rồi ông công táo rồi nhiều người liên hoan rồi đấy. Thì ngày mai là phiên giao dịch cuối tuần. Thì hy vọng rằng là ngày mai sẽ có cái kết quả, cho dù rằng rất nhiều người anh chị em trong nhóm, hôm qua em có tạo một cái bình chọn rằng rất nhiều người trong nhóm của em là kỳ vọng ngày mai sẽ vẫn là một phiên giảm điểm nhưng rút chân. Đó là một phiên giảm điểm với khối lượng thấp rút chân gọi là test đáy 2 ấy. Thì mình nghĩ rằng là đấy là một cái cơ hội tốt chứ không hẳn rằng cứ tăng điểm mãi lại mới là tốt đâu nhé. Thì trước khi đi vào cái phiên nhận định ngày hôm nay thì hy vọng anh chị hãy bấm bách ra ngoài và bấm cho em một nút like như ủng hộ kênh nhé. Còn đây là nhóm cộng đồng của em thì vẫn sẽ luôn luôn chào đón tiếp đón anh chị em. Và ai mà muốn làm broker trong năm tới ấy, thì cứ liên hệ em sẽ đào tạo. Tất nhiên là phải có đủ thời gian và kiến thức nhé. Đầu tiên chúng ta nhìn qua về như mọi ngày ấy, là vẫn nhìn qua về cái thị trường chung, cái cây nến. Thì nếu mà chỉ thuần nhìn về cây nến thôi, rõ ràng chúng ta vẫn phải nhìn cái tổng quát mà. Bởi vì 80% số mã là sẽ đi theo thị trường. Thì chúng ta thấy rằng thị trường thực sự là hôm nay hồi phục là vui. Nhưng chúng ta phải nhìn rõ ràng, nếu mà chỉ thuần nhìn về chỉ số không thôi, không nói gì đến các nhóm ngành nhé, tí mình sẽ nói riêng các nhóm ngành sau, thì rõ ràng chúng ta chưa quá vui mừng. Bởi vì sao? Thứ nhất, khối lượng giảm là lớn. Khối lượng phục hồi thì mới được một nửa cái nến này. Nếu mà được 2/3 ấy, hôm nay mà tăng được khoảng 10 điểm thì đẹp hơn. Nhưng mà nếu hôm nay tăng gọi là gần 9 điểm thì cũng tương đối rồi. Nhưng vấn đề là khối lượng lại khá thấp. Và cuối cùng nữa là cái MACD này nó đang ở cái vị thế hơi cong và nó vẫn khá là cao. Tất nhiên chúng ta có kỳ vọng rằng trong quá khứ có những trường hợp mà với vị thế tư thế này nó vẫn tăng một nhịp rất là tốt. Đó là cái nhịp tháng 7. Và tí nữa chúng ta sẽ nói rõ hơn anh chị ở trong cái video này, nó có những điểm nào giống cái khu vực tháng 7 này không nhé. Chúng ta nhìn này, mặc dù cái MACD đang ở rất là cao nhưng sau khi uốn lên nó vẫn có tiếp tục tăng một nhịp rất là lớn. Và cái nhịp tăng này chúng ta đo thử nhé, là nó tăng khoảng tầm gần 100 điểm luôn đấy, rất là nhiều. Đấy, cơn sóng này khá là lớn. Tuy nhiên chúng ta nhìn thấy có những điểm giống và có những điểm khác. Thì nếu mà so sánh trong quá khứ thì chúng ta thấy rằng ngày mai là một phiên rất quan trọng. Ngày mai không được phép là một phiên bán khối lượng lớn như thế này. Bởi vì hôm nay chúng ta tăng như này thôi. Hôm nay vị thế mua của chúng ta hôm nay thì có thể về giá là an toàn, nhưng nó khá là rủi ro. Bởi vì chúng ta nhìn thấy đây có một giai đoạn 31/1, mùng 1/2, và cái phiên này đấy nó một phiên úp thật mạnh xuống, khối lượng lớn đặc và khối lượng rất là lớn như này, thì thực sự rằng ra Tết chúng ta mình nghĩ rằng là từ giờ ra Tết khoảng 1-2 tuần ấy là không được vui lắm. Tốt nhất ấy là ngày mai sẽ là một phiên test cung khối lượng nhỏ là như này đẹp nhất này, mai và ngày kia. Đấy là mai và thứ hai chúng ta hôm nay tăng này, ngày thứ sáu thứ hai giảm này, nhưng mà khối lượng nhỏ và có rút chân. Đấy, không bị mất quá nhiều điểm. Đấy, tốt nhất là chỉ giảm khoảng 4-6 điểm thôi là đẹp nhất. Nói chung quanh khoảng 5-7 điểm thì cũng được, nhưng đừng giảm nhiều quá và khối lượng thì thấp thôi, có rút chân. Thì thứ ba thứ tư tuần sau chúng ta kéo hai phiên là đẹp nhất. Đấy là kịch bản mà mình chia sẻ với nhóm khách hàng cũng như nhóm cộng đồng. Hôm nay mình có đây rất nhiều người bình luận rằng là muốn đạp test đáy 2 quanh 1.6x một số kéo, và hai ngày cuối nghĩa thứ 3 thứ 4 tuần sau chúng ta còn 4 phiên giao dịch nữa, thứ 6, thứ 2, thứ 3, thứ 4 tuần sau. Và nếu mà ngày thứ 2, thứ 3 thứ 6, thứ 2 là đạp nhẹ, rút chân, thứ 3 tư kéo thì ra Tết cơ hội vượt 1.200 rất là cao. Còn nếu cũng có một số anh chị em là kỳ vọng nó kéo thẳng luôn, dần vượt luôn, thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi cái kết quả của ngày mai. Ngày mai rất là quan trọng, và đặc biệt lại là thứ 6 2 giờ chiều. Mình xem phản ứng cái tất cả lượng hàng bắt đáy này, lượng hàng bắt đáy rất lớn rồi đây. Đấy, và anh chị em xem là chiều ngày mai nó sẽ phản ứng như nào thì chúng ta phải quyết định rất là kỹ càng. Và mình nghĩ là nếu anh chị em đã bắt một lượng hàng nhất định rồi đấy thì ngày mai anh nghĩ là nếu mua thì lên canh khoảng 2 giờ chiều xem phản ứng nào, có quyết định mua hay không. Nếu rút chân thì chúng ta mua luôn ở cuối chiều thứ 6 hoặc là sang thứ 2, kệ nó, cho kéo thêm một đoạn lên đi thì chúng ta mua, thì chúng ta cùng ăn con sóng sau Tết nhá. Đấy là toàn bộ về cái nhận định về thị trường, về chỉ số chung. Chúng ta có thể xem qua một số chút nữa ở những cái chart thấp hơn. Chart thấp hơn đó, chart 1 giờ, chart 30 phút đúng không? Chúng ta có thể nhìn thấy rằng là có những cái điều tích cực. Đấy, chúng ta nhìn thấy thứ nhất ấy là cái MACD đã xuống 0 rồi.
Có nghĩa là sao? Chúng ta đã ở cái vị trí vạch xuất phát trong một con sóng, cũng có thể là rơi, cũng để lên. Nhưng ít nhất chúng ta thấy rằng là nó ở thấp là tốt rồi. Chúng ta cần thêm một yếu tố nữa, đó là chúng ta nhìn này, trước khi có một cái cơn sóng ấy, nó cần tạo một cái đáy thứ hai nữa. Đấy, chúng ta đang ở giống vị trí này này, bắt đầu con nến ở trên trạm 120. Đây giống 12 này, 15 này, 16 này, 17. Thì chúng ta cần có một cái nhịp test lại khu vực này nữa. Và nhiều người thì muốn test sâu, nhưng cá nhân mình thực sự là mình không thích mua rẻ quá đâu. Mình chỉ muốn mua ở giá vừa phải. Có nghĩa là nó test ấy, test quanh khu vực này thôi. Đừng có mất cái mốc dưới này quá là đẹp. 1165, 1164 khu vực này nó đừng mất 1160. Mình nghĩ chỉ cần test đến khu vực này là đẹp nhất rồi. Không cần thiết phải test sâu quá. Và sau đó thì kéo rút chân, và thứ hai chúng ta sẽ có cơ hội có một nhịp tăng nữa. Và nhịp tăng này nếu mà nhẹ nhàng chăng nữa chúng ta có thể đo đấy. Này nhìn từ đây, đúng không? Khu vực này lên đỉnh chúng ta cũng có khoảng tầm 30 điểm tăng, từ 1173 là lên đến 1200, 1210. Đấy, chúng ta thấy rằng là có thể tăng khu vực trên này. Đấy là kịch bản từ giờ trước Tết và sau Tết. Đấy mình kỳ vọng. Đấy thì nhìn qua về chỉ số chúng ta có thể thấy điều đấy nhá. Chúng ta cần một cái đáy nữa và tạo một cái đáy nữa, như là tạo một cái đáy như thế này nữa. Xuống xong rồi kéo lên phát nữa thì là đẹp nhất. Đấy, thì cơ hội chúng ta thế, còn đừng lên test sâu quá. Test sâu quá thì lúc lên lại hơi mệt, mà trong khi còn có 4 phiên nữa giao dịch thôi. Đấy là đầu tiên. Anh chị em có hỏi mã gì hôm nay nhiều người hỏi ấy, thì có thể comment ở đây nhé, hoặc cứ không thì cứ qua cho em chữ ok nhé. GXT bán nhiều chả sao đâu, bán nhiều rồi loại mua lại mà, giống HPG ấy. Thì mình sẽ chia sẻ tiếp một số cái vấn đề nữa. Thứ nhất ấy là rất nhiều anh chị em hỏi rằng hai câu hỏi ấy, thế xong rồi nhá, trả lời cái câu hàng tăng trả điểm và chờ đợi đáy hai. Thì em nói rồi, mình cũng là người thiên hướng là chờ đợi đáy hai, và mình không kỳ vọng cái đáy hai sâu quá. Và hôm nay rõ ràng một tiên tăng trả điểm cũng khá tốt đấy nhá. Thế tiếp tục chúng ta sẽ đi vào phân tích các nhóm ngành. Thì câu trả lời đầu tiên đó là bốn mấy cái nhóm ngành midcap này có vào sóng chưa. Và cái câu hỏi rất nhiều người lăn tăn, thực sự ở hôm trước ấy mình đã có ăn ngân hàng, mình bảo em bán ấy, thì chắc chắn vẫn còn nhiều người là chưa bán, thậm chí là đang từ lãi thành lỗ. Đấy là một điều cực kỳ đáng tiếc luôn. Không được phép để từ lãi lại thành lỗ là đáng tiếc. Nhưng em sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên, ngân hàng còn câu ấy không nhá. Thì anh chị em nào đang cầm mã ngân hàng nào có thể comment đây, em phân tích trực tiếp luôn nhóm ngân hàng đấy nhá. Anh chị em nào mà vào nhóm cộng đồng ấy, thì có thể hỏi luôn trong Zalo. Còn sắp tới em sẽ live stream trên YouTube. Trên YouTube em sẽ live stream trên YouTube và em ra video tổng kết lại nhé. Sắp tới. Bây giờ em sẽ nói qua về nhóm ngân hàng. Thì cũng như em đã nhận định ấy, là thị trường đã, em bán ngân hàng em dựa vào con BID. BID là con đầu tiên gãy sóng đúng không? Và khả năng vẫn còn cơ hội cho sóng ngân hàng vẫn còn. Nhưng mà xác suất đấy có thể không. Nghĩa là không dám chắc. Nhưng mình nghĩ rằng sẽ có. Quan trọng rằng cái đỉnh sau của ngân hàng ấy nó sẽ bằng cái này hoặc là cao hơn. Thì mình đã có nhắn tin trong nhóm khách hàng ấy, mình nói là cái, mình lấy ví dụ con MBB ấy, là một trường hợp ví dụ. Đây mình có lấy trường hợp MBB, đúng rồi, sáng nhắn cái gì nhỉ, đây đây mình có nhắn là MBB ở đâu rồi, nhóm có nhắn ở trong nhóm, mình có nhắn lấy con MBB là một ví dụ. Thì mình thực sự không biết rằng nó có cái xu hướng như thế hay không. Thì mình nói rằng lấy MBB là một ví dụ này, thì mình nghĩ rằng là có thể là test sang đây, sau đó nó lên thì cái đỉnh thứ hai mình không biết là nó có vượt được đỉnh cũ lên trên một đoạn, thì nó sẽ tạo thành mô hình vai đầu vai để kết thúc cho cái sóng ngân hàng này. Ví dụ lên đây xuống đây này, xong lại lên đây lần nữa, đây sẽ mô hình vai đầu vai, và chúng ta sẽ kết thúc sóng ngân hàng ở cuối tháng 3 đầu tháng 4, đúng không? Thường thì sóng ngân hàng sẽ nhường sóng cho sóng chứng khoán. Thế nhưng mà nếu cũng có một trường hợp mà thực sự là không lên được nhiều như thế, nó sẽ sideways luôn đây và tạo đỉnh hai luôn đây. Thì đây chính là mô hình hai đỉnh và sóng ngân hàng sẽ kết thúc sớm. Vậy thì trả lời cho cái câu hỏi rằng ngân hàng còn sóng hay không, thì mình nghĩ rằng ngân hàng còn cơ hội còn sóng. Tuy nhiên rằng là nó hơi 50-50. Giống như câu chuyện mình nói, chúng ta đã lỡ mất một đoạn ngắn của sóng ngân hàng, chúng ta ăn một đoạn gọi là 10% đúng không? Ăn ở mua ở đây, ăn ở đây được 19-10%. Và chúng ta cơ hội ăn còn lại, thì mình nghĩ là sóng ngân hàng thì có. Thì mình nghĩ rằng là nếu kịch bản tốt mà về được sâu này xong kéo lên, thì nó sẽ ăn cho chúng ta khoảng 10% nữa, lên tận 23. Nhưng mà nếu không được như thế thì mình nghĩ sóng ngân hàng nó khá thấp. Thì từ đây ăn đến đây được khoảng 4%, sau đó rơi. Thì mình nghĩ là ngân hàng là còn cơ hội cho anh chị em bán ở giá cao hơn giai đoạn này. Tuy nhiên rằng là nó không chắc chắn, nó không chắc chắn lắm. Chúng ta nhìn thấy những mã VIP này. Đấy, nó đang tăng rất là dập dờ. Đấy, rất có thể nó sẽ chỉ xuống đây xong lên lại đây một lần nữa thôi. Đấy là cái nhận định đầu tiên của nhóm ngân hàng. Thì mình để ý thấy anh em nhìn này, trong tất cả các danh mục ấy. Ví dụ đây, mình chúng ta nhìn thấy VN30 này. Lấy luôn VN30 đi. Chúng ta thấy hôm nay một phiên tăng điểm rất tốt đúng không? 13 mã tăng trần cứng, 270 mã xanh. Nhưng chúng ta nhìn đến nhóm ngân hàng thì rất nhiều mã ngân hàng đang ở vị trí thấp nhất trong ngày.
Ví dụ thấp nhất trong ngày này. Đấy, 245 là thấp nhất thì con này ở gần cuối rồi. Con này là 270 cũng rất là gần cuối luôn này. Techcombank này 34 thì đây ở 34,5. VPBank thì đây thấp nhất là 19,10. Thì bây giờ gần như ở vị trí thấp nhất đúng không? STB cũng thế, 29,7 thì nó ở 29,8, nghĩa là tất cả các mã ngân hàng thì nó đang nằm ở cái vị trí rất rất là thấp so với đấy. Chúng ta nhìn này, chỉ cách một chút một lát so với lại cái thực tế thì rõ ràng nhóm ngân hàng là như em nhắn tin đấy. Ở đây này, mình đã nói này là bắt đầu từ những phiên trước thì mình đã cảnh báo sớm rồi. Và mình nghĩ rằng là dòng tiền bắt đầu tích lũy đúng không? Đầu tiên là cách đây 15 ngày mình bảo bất động sản là chuẩn bị vào sóng này. Cổ phiếu khu công nghiệp này, đấy và chứng khoán này. Đấy là bắt đầu nó đang vào sóng và chúng ta sẽ nhìn qua, nói qua về ngân hàng như thế rồi thì mình nghĩ rằng ngân hàng còn sóng, nhưng mà chúng ta sẽ đến câu hỏi thứ hai. Đó là chứng khoán, bất động sản công nghiệp, bất động sản dân sự, bán lẻ, thép thì có sóng hay không? Thì mình nghĩ rằng là tất cả đầu tiên là chứng khoán, chúng ta đã thấy ít nhất có 3 đại diện vượt đỉnh rồi. Đây BSG đầu tiên nhá. Hôm nay có thêm một mã nữa là thuộc loại nhẹ xác. CTS cũng bắt đầu búp búp lên rồi, đúng không? 83.000 tỷ là dễ kéo, đúng không? Đấy. Sau đó chúng ta có thể nhìn thấy MBS, đúng không? Một ngày MBS cũng khoảng tầm 70.000 tỷ thôi, không lớn, nhưng mà những mã mà có số lượng giá trị giao dịch dưới 100 tỷ nó đang kéo trước, đúng không? Còn những ba ông nặng xác đó là SSI, đúng không? Vẫn đang tích lũy dần lên, SSI kéo nó khủng hơn 400 tỷ cơ mà, đúng không? Gấp 4 lần bọn kia, mà đấy chưa phải là cái cây nổ vôn của SSI. SSI mà nổ vôn chắc phải 600 tỷ, 700 tỷ, đúng không? Thì SSI cũng đang nhích dần lên. SHS thì nhẹ nhàng như này, viên này khối lượng rất là thấp. Chúng ta thấy rằng test cung rất là đẹp, test cung khá đẹp. Đấy. Hấp thụ dần thì mình nghĩ SHS cũng sẽ sớm gọi là ra Tết sẽ đánh. Đúng không? Hoặc là nhích nhích dần lên trước ở biên trên đợi ra Tết, khi mọi người bắt đầu ăn Tết xong, đúng không? Dòng tiền lớn bắt đầu vào thì những mã to này sẽ bắt đầu lao lên. Đúng không? Chúng ta còn con VND cũng nặng mông đúng không? VND nặng mông nhẹ nhàng, giao dịch cực ít thôi chăng nữa cũng là 300 tỷ. Thì đây là những ba mã mình nghĩ đi sau. VCI thì nghĩ là hôm nay chắc con này nhẹ xác hơn, chắc bay trước rồi. Con này nhẹ hơn một chút thì nó vẫn giữ được vị trí tốt. Mình nghĩ VCI cũng sẽ sớm bay thôi. Ai cầm VCI cứ tiếp tục nắm giữ nhé. Đấy, còn những mã đấy thì mình nói là dòng chứng khoán là chuẩn bị vào sóng. Và khi mà tiền từ ngân hàng chảy ra, chứng khoán sẽ vào sóng. Và sóng ở chứng khoán thì mình nghĩ ăn khá dày đấy. Cho nên mình nghĩ rằng là VCI này, VND này, SHF, SHI, bốn cái mã to ấy, anh em có thể đánh khối lượng lớn ấy thì vào trước cũng được. Tùy ra. Ai thuận tàu nào thì theo tàu đấy, ai thích SSS thì được cái giá rẻ, đánh phiêu đúng không? SSS đánh một cây 7-9% rất là phiêu, đúng không? Chạy sau nhưng mà cũng chạy trước. Thế là trông nhìn này, tích lũy cũng gần đủ bằng nhau rồi đấy, gần đủ độ rồi. Thì dòng chứng khoán mình đánh giá là sẽ vào sóng. Ok. Tiếp theo là đến dòng bất động sản công nghiệp. Này, mình đã ghi rất là kỹ rồi không? Bất động sản công nghiệp thì hiện giờ đang rất nhiều mã đã vượt đỉnh. Đầu tiên GVR, thực sự đây là một mã khá là đáng tiếc khi mà nhóm bán luôn ở đoạn này rồi mới ăn được một đoạn 20 mà lên đây ăn, tất nhiên hai vòng rồi, nhưng mà con này là khá đáng tiếc khi mà mình bỏ lỡ đấy, thực sự là quá đáng tiếc đối với GVR. Và mình nghĩ là GVR nó vào sóng ấy thì con này nó sẽ đánh khá là kinh ấy, khá là kinh ấy. Đấy, anh em nhìn đấy, GVR vào sóng rồi, đã vượt đỉnh rồi. Tiếp theo là mã tiếp theo SSC thì cũng đã vượt đỉnh rất là lâu rồi, đánh thẳng căng luôn đấy, đánh thẳng căng vào sóng. Thế SSC tăng trước thì nó có thể nghỉ ngơi, nó rung lắc đúng không, rung lắc nghỉ ngơi đợi những mã sau. Thì đương nhiên rằng IDC cũng sẽ vào sóng, con thứ ba đúng không, vào sóng đúng không. Con thứ tư vào sóng đó là PDR, cũng liên quan cao su đúng không, kiểu PDR GVR ấy thì cũng đã vào sóng rất là khỏe đúng không. Mình nhìn thấy rằng là khối lượng vôn vào các thứ, con này sẽ đánh lên và đi ngang sau đi lên tiếp. Mình nghĩ rằng là nếu mà sóng bất động sản công nghiệp ấy, có khi nó cho con này có phải lên đến 60 luôn ấy nhá. Thì anh em cầm bất động sản nghiệp tiếp tục nắm giữ. Hôm nay mình có nhắn trong nhóm một chút, đó là nhóm mà nhắn trong nhóm khá kỹ này, là mình bảo là bất động sản công nghiệp kênh trên thì đã vượt, thì hôm nay có PDR đúng không, nhóm kênh dưới thì có KBC và GEX, nhóm giữa thì VGC và Penny cờ bạc. Thì lúc đấy nhắn còn lúc đấy là Penny nó vẫn đang được giá bao nhiêu nhỉ, Penny lúc đấy ITA mới là 6.48 rồi. Thì chúng ta nhìn thấy ITA, mình phân tích kỹ dòng bất động sản công nghiệp bởi vì đang nhiều mã tăng khá tốt. Mình đã viết trước cái chữ này giống chỗ này, nó đánh một cây bây giờ anh em nhìn thấy nó giống y luôn rồi. Và khả năng ITA sẽ đánh như này. Và nếu mà lên đỉnh cũ thì dư địa của chúng ta khá lớn nếu chúng ta bắt đáy theo mình. Từ đây đến đỉnh cũ là 16% nhé. Ít nhất là đỉnh cũ. Và chúng ta nhìn thấy còn hai mã tàu chậm thì chúng ta nhìn KBC. Hôm nay mình bảo anh em mua KBC trung bình giá ấy. KBC nó hơi giật dẹo một tí, nghĩa là nó có thể còn rũ xuống một lần nữa hoặc không. Chúng ta nhìn thấy là nó sẽ giống như này. Giống khu vực này này. Đấy, cái kê lên này.
lên 4% rồi, xong vẫn có thể giật xuống, xong giật lên, giật xuống, cạn vốn bao đi lên. Nghĩa là KBC chúng ta đang thấy có cơ hội vượt đỉnh, nó sẽ là dòng chạy sau. Đấy, mình có thể nó đi ngang luôn, không phải không nhất thiết là nó phải xuống tận cuối như trường hợp này đâu nhé. Bởi vì hồi đấy là có cái tin ngân hàng Mỹ phá sản ấy, thì nó mới giật lên giật xuống mạnh như này. Nhưng mà bây giờ không có tin gì, có khi nó cũng không nhất thiết là nó về ăn tận 30,2 đâu. Có khi nó lanh quanh 31, nó cứ đi ngang ở 31 xong bắt đầu nó break lên luôn. Đấy thì đây là KBC, là cơ hội cho chúng ta một cái cơn sóng đúng không? Nhìn em. Đấy anh em nhìn thấy không? Break cản chéo lên là xong. Đấy còn con VGC cũng là mã mình yêu thích đúng không? Mình bảo anh em đúng không? Hôm qua mình bảo mua đi. Thì đấy anh em nhìn thấy, test lại trend line rất là đẹp đúng không? VGC một khi đã break lên thì rất là đẹp luôn. Đây nó giống khu vực này này. Đấy anh em kẻ những cái vị trí rất tương đồng. Rất tương đồng luôn đúng không? Tạo hai đáy lớn đúng không? Tạo hai đáy, break lên test lại, đánh đúng kỹ thuật luôn. Test lại xong break một cây lên, có thể nó đi ngang một ít sau đi lên. Thì mình nghĩ rằng VGC nó đè đỉnh này, nó cần đi ngang một chút để các đỉnh này nó tích lũy lại. Thì mình nghĩ khu vực là 5556 nó sẽ rung lắc để tích lũy, sau đó nó sẽ phá đỉnh sau. Thì anh em nào còn mã cuối cùng là mã GEX, thì GEX thực sự là mã đi sau. Đúng không? Chúng ta nhìn thấy Tây đợt này bán hơi căng thì nó chưa tăng lên được. Nhưng chúng ta nhìn thấy này, nó rất giống khu vực này. Khối lượng thì ít dần. Chúng ta đo từ cái phiên mà thấp nhất đến giờ, đúng không? Phiên thấp nhất cho đến khi nó vượt được ấy là đâu đó 18 phiên. Thì bây giờ chúng ta đo từ phiên thấp nhất đến đây, chúng ta được bao nhiêu phiên rồi? 13, 14 phiên rồi. Nghĩa là chúng ta nghĩ rằng là ai mua khách thì cứ bình tĩnh, mua chưa cần mua full bội, mà chúng ta mua khoảng tầm 60-70% trước đi. Và chúng ta đợi nó break cái cản này lên như thế này này. Đấy, và mình nghĩ là khách thì sẽ đi sau. Nhưng mà khách thì thường xuyên là cái mã chạy sau, cái đoạn cuối nó chạy kinh khủng luôn. Đấy, thì mình nghĩ rằng là cơ hội ăn sóng bất động sản công nghiệp là rất là cao. Và nếu mà khách nó vượt được 26 ấy, thì mình nghĩ là chúng ta lên hương ấy. Mình nghĩ là có khi nó lên tận 32 ấy, thì ăn gọi là 50% luôn ấy. Thì mình nghĩ là khá là cao. Bất động sản công nghiệp mình vẫn đánh giá rất là cao. Chúng ta cùng chờ đợi, chúng ta nhìn xem. Cái độ tích lũy của bất động sản công nghiệp rất tốt rồi. Mình đánh giá khá cao dòng này. Đấy, độ tích lũy nó kéo dài khá là dài nhé. Đấy, đi trong một biên như này này. Đâu đó từ tận tháng 6, tháng 7 đến giờ. Luôn cái biên độ này nó khá là dài rồi, tích lũy rất là tốt rồi đấy. Mình nghĩ rằng bất động sản nghiệp sẽ vào sóng khi mà chỉ số PMI đang tăng. Thì mình nói nãy giờ nhận xét khá là kỹ về dòng bất động sản công nghiệp ấy nhé. KBC vẫn ổn nhé. Em bảo hôm qua còn mua KBC ấy nhé, chị Thủy nhé. Qua em bảo mua ai có KBC ấy, thì ấy nhé, đúng không? VND cũng được, VND sẽ tăng sau, đúng không? Mấy con KBC ổn nhé, KBC vừa nhận xét xong rồi nhé. Thì mình nhận xét khá là kỹ về dòng bất động sản khu công nghiệp rồi. Bây giờ mình chứng khoán đã nhắc rồi. Còn bây giờ chúng ta nói đến dòng thép và bất động sản dân sự. Thì thép thì mình nói thật là mình vẫn đang chờ đợi và mình đang cầu nó đạp cho cái nữa. Đây, mình đang kỳ vọng rằng là thép HPG ấy, là chúng ta đạp mình giống chỗ đoạn này này. Hôm nay giống cái chỗ đoạn này này. Bây giờ đạp thêm một tí nữa xuống đây này. Đấy, thì đẹp nhất là nói chung là mình thấy HPG khoảng 27.6, 27.5 ấy là đẹp. Đấy, còn nếu mà thích thì nó xuống tận 27.2 thì sợ hơi khó. Mình thì mình nghĩ rằng là nói chung quanh quanh chỗ này này. Đấy, chúng ta mua khoảng tầm nó đạp một tí nữa xuống đây này. Cái chỗ trend line này 27.6, 27.5 này, chúng ta mua là đẹp. Đấy, chúng ta cứ gom dần khu vực này. Và HPG thì mình nghĩ rằng là sẽ là một con sóng. Đấy, nó lại làm phát như thế này thì ngon đúng không? Mình biết từ hôm qua đúng không? Nó chơi một cây mà sóng thép ấy, mà biết đâu nó sẽ là một trọng con mà lên tận trên này. Đấy, sóng thép nó tích lũy cái nền và nó lên đến tận khu vực này này. Đấy, thì lên đến đây khoảng tầm 33 chẳng hạn đi. Mua 27, 28 mà lên 33 mà HPG ấy, là mua là cứ nắm luôn nhá. Không trading như là con HSG đâu nhá. Mua là cứ ngồi luôn đến tận cuối. Đấy, con này cứ lên lên xuống xuống, mình nhìn chưa? Anh chị em nhìn chưa? Mình bảo HSG nó cứ lên rồi xuống, lên xuống, lên xuống. NKG cũng thế nhá. Thì đây là dòng thép mình kỳ vọng rằng nó đạp thêm tí nữa. À, hôm nay ông này đạp rồi này. Hôm nay đạp chút rồi này. Đấy, mình nghĩ chưa? Và về khu mình bảo chưa? Đấy, về đúng trendline rồi nhá. Ai mua thì cứ khoảng tầm từ 23 cho đến 23,24 khu vực này là mua được nhá. Mình nghĩ là khu vực mua được nó sẽ đạp xong rồi nó chỉnh chọt các thứ. Tạo đáy, không đầu kéo lên nhá. Con này thì nó đánh hơi lắc lư tí, nó giống chung khu vực này này. Đấy, anh em nhìn chưa? Đấy, khu vực này này, đấy nó sẽ tạo hơi võng xuống tí, nghĩa là thấp hơn Bollinger Band tí. Đấy, nó sẽ xuống đây xong bắt đầu nó vít lên nhá. Thì anh em canh thôi. Đấy, giống kiểu cái này, xuống tí xong bắt đầu lên. Thì HPG nó đánh sẽ nhịp nhàng hơn. Đấy, thì nói qua về dòng thép rồi, đúng không? Còn dòng cuối cùng là bất động sản dân sự. Thì bất động sản dân sự chúng ta thấy rằng là ở mình có nhắn trong nhóm ấy, là bất động sản dân sự đúng không? Là có nhóm kênh trên thì gồm 4 mã này. Đúng không? Trong đây thì mình đề cao nhất là mình nói luôn mình thích nhất là DIC với TCH. Đúng không? TCH và DIC. Nhóm kênh trên thì gồm TCH này.
đang sát ở trên đúng không? Ui, hôm nay đẹp đấy nhỉ. Đấy, tích lũy ngay sát ở trên và chúng ta chờ đợi nó vượt đỉnh. Khi mà TCH vượt đỉnh ấy thì khả năng nhẹ nhàng nó phải lên tầm ít nhất đỉnh cũ là 14,5, còn không ấy thì nó phải lên tận 15,43. Đấy là với điều kiện mà VN Index vượt 1.200 đúng không? Thì bất động sản khả năng sẽ lên đây. Ngân hàng không cần tăng, chỗ còn lại tăng là đủ, lên 1.200. VN Index sẽ lên lên đây. Đấy, còn đích đi. Đích này. Đích nhá, đích là mã ở trên mình khuyến nghị anh em đấy. Đấy, mình bảo luôn luôn mua ở khu vực này. Tạm chạm chân line thì nó có một chút mà đích lên thì nhẹ chắc phải lên đến khu vực trên này khá nhiều ấy. Nhá, đích ở khu vực trên này. Đấy, đích là mã mà mình nghĩ rằng là đánh phiêu ấy, mình thích nhất đích với TCH ấy. Đích là đánh phiêu lắm, có đánh lên luôn ấy. Đấy, thì mình nghĩ đích là cơ hội mà tích lũy nền cũng tương tự bất động sản công nghiệp. Nó chưa gách đích các thứ nó cũng đích các thứ nó sông giống nhau đúng không? PDR cũng thế này. PDR anh em xem nhé, cũng khá là giống nhau. Còn PR đánh lên cũng rất là phiêu. Đấy, thì bốn cái mã ở trên này là anh em thích chọn con nào chọn, mình không thích con này. Ba con này anh em thích chọn con nào ở trên. Còn nhóm ở dưới thì sell HDC và Lomaland. Thì sell mình đánh giá rằng là nó ở dưới. Nó ở dưới nó đánh kiểu này này. Nó sẽ lên, nó lên sau. Đấy, nó lên sau. Nó sẽ đi lên sau. Đấy, chúng ta nhìn giống khu vực này, nó sẽ co giật khu vực này. Thì mình nghĩ rằng là sell thì nó sẽ đánh sau. Nhưng mà biên độ đánh của nó thì trông bé bé này thôi, ăn cũng nhiều đấy. Này, từ đây nhẹ nhàng 30% nhé, không đùa đâu. Trông bé tí này thôi là 30% nhé. Đấy, chúng ta nhìn con sell thôi nhé. Nhìn thì nhìn thì bé tí thôi. Mình zoom lên cho anh em xem ấy, khu này này. Bé tí này thôi là hơi nhiều luôn đấy. Đấy, từ đây đến đây thôi nhé. Là 27% ấy nhé. Anh em nhìn nó bé tí này thôi. 27% mình nói thật, kể cả trường hợp này đánh lên đỉnh cũ thôi nhé, không cần vượt nhé. Thì anh em cũng gọi là lồi mồm luôn. Từ 21 để lên 27 này. 31% ấy, không vừa đâu nhé. 31% nhé, không ít một tí nào đâu. Trông bé bé đấy thôi, cần đánh vài cây thôi là anh em nhìn này, những cây bé bé này thôi, zoom thật to lên cho anh em xem. Một cây này 8% này, hai cây 7% này, đấy, nó đánh khoảng vài cây, cây nữa 900, ba cây thôi là đủ, không cần nhiều đâu. Cho nên anh em nghĩ là sell thì khá là ok luôn đấy, nó vào sóng là đánh điên luôn đấy, nhá. Thì anh em có thể chọn sell hoặc HDC thì mình không thích cái con này lắm, thứ nhất thanh khoản thấp đánh đủ được, nhưng mà nó cũng khá là phiêu, nhưng mà mình nhìn là đây, nó đang đi gần đến cuối con đường rồi. Đấy, nó để lên xuống anh em cầm thì cố gắng nắm giữ. Mình nghĩ nhưng mà nó tăng thì nó sẽ tăng kiểu đuổi đuổi, nghĩa là không không mạnh mẽ lắm. Kể cả rằng sau đó chúng ta nhìn đấy, nó ăn khá nhiều mà cả đoạn dài như này ăn được 25% đúng không? Đi đến 2 tháng ăn 25% thì không phiêu lắm. Nên là mình không thích con này lắm nhá. Anh em đánh giá lại con này chút để mình nghĩ rằng con này ví dụ cả lên được đến đây này 37 này thì nó cũng không được nhiều lắm, nghĩa là nó lên đấy cũng 21% thôi. Đấy thì mình nghĩ rằng là những con khác cơ hội nó bay bổng hơn. Đấy thì mình nhận định như thế. Còn IDEA tất cả nhận định hết rồi đúng không? Ngoài qua còn nhóm bán lẻ thì mình đánh giá DGC hôm nay cũng khá là kỹ nhóm bán lẻ. Tất cả đang đi trong kênh, mình đánh giá 54 53 mua rồi. Nó đang đi lên đúng không? Một kênh rất là tốt. MWG cũng đang trong cái kênh rất là tốt đúng không? MWG còn đẹp hơn nữa. Lưu lượng ở trên này. Masan thì yếu hơn, kênh nó nằm ngang hơn, nhưng mà vị trí này thì cũng đáy rồi. Đấy, cái kỳ vọng nó sẽ co giật dần lên dần đúng không? Còn con gì nhỉ? Con hết rồi nhỉ? Đấy, bán lẻ thì FRT thì vẫn cứ điên cuồng rồi, không nói gì nổi cái con này nữa rồi, nó điên một cách kinh dị luôn. Đánh một cách kinh khủng, có thể lên xong đi ngang. Sợ luôn. Thôi trường hợp này thì miễn bàn rồi nhá. Đấy thì tất cả mình nhận định khá là nhiều về nhóm ngành. À còn một con nữa là HAH nhá. Mình đánh ít thôi, đánh lẻ thôi. Thì con này nói thật là lên xuống xuống mình chưa dám đánh giá cao. Mình đợi nó phải tạo một cái võng nữa. Mình có thể nó sẽ phải tạo độ võng. Độ võng cho cái MACD này. Khi nào này nó cong này tạo hai đáy này. Thì đẹp hơn. Nghĩa như này này. Đấy, bây giờ chưa nói gì. Chúng ta cứ đợi thôi. Đợi thôi. Nó phải vẽ được một cái vòng xuống này. Vẽ được một vòng, hai vòng. Nó vẽ lên này. Giống tháng 7 tháng 3 này. Đấy, cái này thấp xuống dưới này. Đấy, nó phải vẽ xuống thì chắc hơi lâu. Hôm nay có khi nó đánh cây này lên xong nó còn rèn dứ khá là dài. Cho nên là con này thôi từ từ cũng vào, hoặc là thích thì bán hòa cũng được. Mình mua 38, bán bây giờ lỗ lồi lẩu thì cũng được. Em thích thì bán thì cũng được, mình mua 1.000 thôi. Nghĩa là mình chưa đánh giá cao cái dòng này. Nghĩa là con này chắc mua đợi thời thôi. Chứ chưa thấy khả thi lắm nhé. Nghĩa là đợi, không biết là khi nào lên, nhưng mà khi nào nó vượt được cái 38.3 thì chúng ta nói chuyện sau. Còn mua thì mua chơi 38, gọi là chơi tí thôi nhé. Nhận định cũng khá là kỹ tất cả nhóm ngành rồi. Thì hy vọng anh em ủng hộ cho mình ít like. ACB thì bảo rồi, không quan trọng con này đâu nhá. Con này nó ở trên đỉnh rồi, không hứng thú những con như thế này nữa. Nó có thể là co giật này, cửa ăn nó không còn nữa. Không nhiều con này lên trước rồi nó sẽ đi rất mất thời gian. Mình nghĩ là có thì thôi, giải tán đi.
giải tán. Mình nghĩ rằng là nó sẽ đi lại rất mất thời gian bởi vì nó tăng trước rồi này, sau đó nó không tăng nữa. Đấy, cái cơ hội mà khi mà ACD nó lên quá cao này rồi này, nó rất là khó ăn, nó có thể xuống lên xuống đi mãi không lên được nữa ấy. Thì mình nghĩ rằng là thôi, dòng ngân hàng thì cho ai ăn sau đi, mình không thích ngân hàng nữa nhé, chúng ta ăn được là nửa mâm rồi thôi, để người khác ăn. Ok, hôm nay nhận định khá là dài bởi vì khá nhiều câu hỏi. Hy vọng là anh chị em nhớ để lại lượt like cũng như ủng hộ kênh nhé. Ngày mai khá quan trọng, lúc 2 giờ chiều đấy. Thì nhớ để lại like cũng như là comment nhé. Sắp tới mình sẽ live stream trên YouTube, mình sẽ trả lời nhiều hơn. Và cảm ơn tất cả anh chị. Nhớ bấm ủng hộ kênh nhé.